Xin chào các bạn, ở trong video lần trước thì bọn mình đã có thực hiện về một số những cái điều luật cơ bản của sân bóng 5 người, những cái nhầm lẫn và những cái tranh cãi mà chúng ta có thể xảy ra. Và sau video đó thì có rất nhiều bạn đã yêu cầu bọn mình thực hiện tiếp một video về những cái luật thi đấu trên sân 7 người. Và ok thôi, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những luật cơ bản ở trên sân bóng đá 7 người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với luật thay người. Thì rõ ràng là cũng sẽ có những cái trường hợp là chúng ta sẽ đã chơi, đã vui, giao lưu với nhau. Thì khi đó thì cái luật thay người nó sẽ có thể chúng ta thể du di và rất là thoáng. Tuy nhiên khi đã bước vào những cái trận đấu chính thức và những cái trận đấu có trọng tài thì phải có luật thay người cụ thể. Nếu làm chuẩn xác theo luật thì khi thi đấu, mỗi đội sẽ có 7 cầu thủ đá chính và đăng ký tối đa 7 vị trí dự bị. Trong bóng đá 5 người thì chúng ta có thể thay ra thay vào bao nhiêu người tùy thích. Nhưng đối với bóng đá sân 7 thì chỉ thay 7 người là hết. Những người đã ra sân nghỉ thì không được thay vào để đá lại trận đấu nữa. Điểm đặc biệt tiếp theo là việc thay người chỉ được diễn ra đúng ở vị trí giao của vạch kẻ giữa sân, một bên của đường biên ngang và vào thời điểm bóng chết, tức là bóng đã ra ngoài cuộc. Và lưu ý là khi cầu thủ được thay ra phải rời hẳn khỏi sân thì cầu thủ dự bị mới được bước vào sân thi đấu. Sự khác biệt thứ hai đó chính là bóng đá 7 người có luật việt vị, một điều hoàn toàn không xuất hiện trong bóng đá 5 người. Về luật việt vị thì có thể nói một cách khái quát là một cầu thủ tấn công phải đứng trên ít nhất là 2 cầu thủ phòng ngự của đối phương khi đồng đội của cầu thủ ấy thực hiện động tác chuyền bóng. Và xoay quanh cái luật việt vị này thì nó còn có rất nhiều những cái vấn đề khác nhau và những cái vấn đề tranh cãi cũng như là những cái hiểu nhầm hoặc là có thể là những điều mà các bạn chưa biết. Trong cái phạm vi video ngày hôm nay bọn mình sẽ không nói quá nhiều về cái luật việt vị này, mà có thể là bọn mình sẽ thực hiện một cái video chi tiết hơn, cụ thể hơn trong tương lai để có thể phân tích cái luật việt vị một cách rõ ràng hơn để gửi đến các bạn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái lưu ý tiếp theo, đó là tổng hợp những cái tình huống đối với vị trí thủ môn ở trong sân bóng đá 7 người. Tương tự với bóng đá 5 người, thủ môn không được phép bắt bóng khi đồng đội chuyền về bằng chân hay từ quả ném biên của đồng đội. Với thời gian giữ bóng thì thủ môn không được giữ bóng quá 6 giây. Tiếp theo, khi đã bắt bóng đưa vào cuộc, thủ môn không được phép dùng tay bắt bóng lại lần hai nếu bóng chưa chạm ai khác trên sân. Và cuối cùng là việc câu giờ cố tình làm chậm trận đấu. Tuy nhiên thì cái điều mà mình sắp nói sau đây mới là trọng tâm lớn nhất đối với vị trí thủ môn. Đó là với những lỗi kể trên, nếu là hành vi tương tự trên sân 5 hoặc sân 11 người thì chúng ta sẽ nhận một quả phạt gián tiếp. Đối với bóng đá sân 7, đó sẽ là một quả phạt trực tiếp, bóng được đặt ở vòng 13m gần vị trí diễn ra lỗi nhất. Và cái điều cuối cùng mà mình muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay đó chính là cái luật đá phạt. Thì cơ bản là nếu như với đá phạt trực tiếp thì cũng không có gì khác so với sân 5 hay là sân 11. Tuy nhiên có một cái điểm khá là đặc biệt đối với sân 7 và cả sân 11 luôn, mà cái tình huống này đã từng xảy ra ở một cái giải đấu chính thức ở Việt Nam trong năm nay. Đó là trong tình huống đội nhà được hưởng một quả đá phạt mà cầu thủ đá phạt lại đưa bóng đi trực tiếp về khung thành đội nhà, không chạm một ai khác trước khi bóng vào lưới, thì đó sẽ không được tính là một bàn thắng cho đối phương, mà đội của đối phương sẽ được hưởng một quả phạt góc để tiếp tục trận đấu. Và đó là những cái điều luật cơ bản trên sân bóng đá 7 người mà bọn mình có thể giới thiệu đến các bạn trong video ngày hôm nay. Tất nhiên là trong phạm vi của video thì vẫn còn rất nhiều những cái điều khác nữa mà bọn mình không thể nào mà trình bày hết ở trong vài phút được. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu một cách kỹ hơn và rõ ràng hơn thì các bạn có thể bấm xuống phần mô tả bên dưới, bọn mình sẽ để một cái đường link về tất cả những cái điều luật đầy đủ cụ thể và chi tiết về sân bóng đá 7 người để các bạn có thể tìm hiểu và tham khảo cũng như là lấy đó làm cơ sở để chúng ta có thể thi đấu những cái trận đấu trên sân 7. Và bây giờ thì video xin được phép kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ eSports Channel trong suốt thời gian qua. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.